Này đầu tiên này, trải hết xuống này, lấy một tép tóc này, kẹp lại này. Xong bắt đầu mình đặt vào chân này. Cách mà anh em đặt vào chân này thì cái phần lô này nó không được mắc xuống cái phần tóc mà mình đã kẹp rồi. Mình đặt vào chân này, mình bịa lên này, kéo ngược ra sau. Thấy chưa? Đúng không? Này, đặt vào chân này, kéo ngược này, sao cho cái phần lô này nó đừng mắc vào cái phần tóc mà mình đã kẹp rồi. Cầm lên này. Đây đuôi này, kéo nhanh nhá, anh em phải kéo nhanh lên này. Chứ để lại một lúc như này là nó bị gập này. Mình phải kéo nhanh lên này. Tay nó phải đưa đều nhau. Được. Xong một tiếp này. Đến tiếp thứ hai này. Mày kẹp lại này. Được. Bộ cái này. Vẫn là một chân kéo ra sau này. Nhớ nhá, đưa mà phát ra sau này, không đưa lên rồi xong giữ lại như này, giữ lại nó sẽ bị gập một cái nếp ngang, đúng không? Tiếp theo này, làm sao cho chỗ này nó sẽ thấp hơn và trên này nó phải phồng, nó còn liên quan đến cách cắt của mình nữa. Cắt của mình làm sao cho dưới mái lại gần về mái lại càng nó càng phải dài hơn là được cái phần xoáy của mình. Đặt một chân này, kéo này. Nhớ là phải đặt vào chân này, nó đặt nửa chừng như này nó chỉ ăn được một tí trên ngọn thôi, chân nó sẽ cứ đổ về phía trước. Nóng thì mình lấy thôi, mình hút đi. Được rồi, giải tiếp tiếp theo này. Anh em nhìn thì nó sẽ lâu, nhưng cái thao tác tay của mình làm nhanh nhanh một chút thì nó sẽ nhanh hơn là cứ xấy lung tung. Đặt vào chân này, kéo mạnh ra sau này. Đây, phần này ôm vào trong này, ôm vào trong. Phần này ôm mạnh vào trong này. Ôm này, ôm ngược vào trong này. Biến ngược cái lô lại này, kéo ngược ra sau. Được chưa? Đến phần mái này, tiếp tục này. Ví dụ như mái còn ít như này, bây giờ mình không kẹp nữa. Xoay thẳng lên luôn. Này, thấy không? Chưa xoay nó sẽ bị đổ. Nhưng mình xoay mình có tác dụng hơi nóng vào, nó sẽ ôm hết lên. Chỗ này nó chưa đều này, chỗ này nó bị bẹp một chút này, nó chưa đều nhau, hầu như trên đỉnh này nó chưa đều nhau rồi. Thì mình đập này, kéo một phát đẩy mạnh về phía trước. Dạ, ôm chưa? Xong đến cái phần bên này đúng không? Phần bên này thì mình sẽ xoay ôm hết sang bên tay trái này. Là mái nó sẽ, cái phần tóc đổ sang bên này, thì phần này mình ôm hết sang. Ôm thì mình sẽ đổ đầu pin này. Nhà hai phần này tách biệt ra này. Đặt vào chân này, đứng ngược lên này. Chân này, đứng ngược lên này. Nhớ là phải kéo hết sợi tóc lên như này, đúng không? Nếu mà kéo lên nửa chừng mà mở ra như này, nó sẽ bị gập. Thấy chưa? Rồi chỗ này hơi bẹp này, mình sẽ thổi ngược lại, đặt từ ngoài phần chán, từ phần kia phần chán của khách này, đặt vào này, lấy mạnh ra sau này, thì nó sẽ đều nhau. Giống như khi mà mình đẩy lên đây, thì sợi tóc sẽ đều nhau, phải không? Không được đặt một phát ở giữa nha, đúng không? Đẩy từ ngoài vào này, thì nó mới không bị thối. Cái phần gáy đúng không? Đấy như bình thường, hầu như tất cả các kiểu tóc đều sẽ gáy như này. Trong chỗ này nó hơi luôn một chút này, lấy lên tí này. Xong đến khi mà xoay xong, xoay phồng xong đúng không? Nó đủ độ phồng rồi để mình hút sáp rồi này. Lấy sáp này. Xoay đều tay nhé.
xoa đều ra các đầu ngón tay này. Đối với undercut cắt này nó sẽ hơi khác một chút là mình sẽ chua vào chân tóc, đúng không? Này, chua vào chân tóc thì anh em sẽ chua vào các kẻ tay để nó đều sát, nhưng mình căng tay vào thì nó sẽ đưa sát vào trong cái chân tóc. Đánh này, ví dụ bây giờ nó hơi chéo về phía đằng sau mình đúng không? Thì mình cũng đánh như thế. Xong bắt đầu chua sát vào bên trong chân này. Để hai phần tách biệt ra này. Ôm này, khi mà anh em vút chuẩn lên sẽ bị ôm. Còn nếu như khi mà cái phần này này, phần tóc này này, nó dài, đúng không? Phần này bên này người ta để thừa ra, người ta vút ôm vào, mà anh em không sấy được cho nó ôm vào thì đồng nghĩa việc không bao giờ nó ôm. Nên trước tiên là anh em phải sấy nó ôm trước, xong rồi thì cái máy sát mình đưa nhẹ vào là nó sẽ ôm được. Đưa sát vào cả chân tóc này. Đấy rồi, cái sau khi mình xoa sát xong không? Nó sẽ hơi rối, thì bây giờ mình trải ra này. Xịt một lớp trước này, đi đâu xịt đấy này. Ví dụ bây giờ mình đang trải đây đúng không? Thì bây giờ mình chỉ xịt khu đấy này. Thấy chưa? Bây giờ này, xịt thêm cả phần dưới để nó đè lại này. Bây giờ mình đặt vào chân này, đặt vào chân này, kéo lên này, vừa xịt vừa kéo này, kéo lên đây này, giữ một lúc này, được chưa? Xong kéo lên này, ôm này, đặt vào này, đây bỉa này, ôm này, gáy này, đặt vào cái phần đấy này, tiếp tục này. Tiếp tục bên trên này, đặt vào ngay cái phần mà hôm nãy mà mình vừa để thừa ra, răng cuối cùng này, đặt vào này. Xịt qua một lúc ôm trước này. Đặt vào xong chỉnh này. Tiếp tục phần mái này, chia cái phần mắt với phần trán người ta lại nhá. Đặt vào này, tiếp tục trải này, kéo lên một lúc này, kéo lên một nửa này, xong trải qua con này, kéo lên này. Đây này, thấy chưa, bên này cũng thế này. Xong lấy tay bóp bóp lại cái lọn, bóp cái lọn tóc này này, chỉnh nó đều nhau rồi. Và cuối cùng là đến cái màu 3D. 3D là như nào? Bây giờ em sẽ cho bên màu xanh này nó nằm bên dưới, và màu tím này nó sẽ nằm bên trên. Đó, khi mình nhìn đối diện trước mặt người ta này thì chỗ này nó sẽ là màu tím, còn mình nhìn từ sau lên nó sẽ là màu gì? Màu xanh. Và giữa nó sẽ là hai màu xanh với màu tím. À, cách xịt này, đầu tiên xịt trước này, chia những cái phần tóc này lại này. Dạ, mình chỉ xịt lấy cái phần xương thôi nhá, không xịt trực diện vào nhá. Cho làm sao cho cái phần xương này nó sẽ luồn vào bên trong này này, đúng không? Mà nó không lên được lên bên trên. Tiếp tục này, quay cái phần đầu người ta lại này. Tiếp tục này. Nhớ nhá, cái phần chính này là thổi sang bên kia, nó sẽ thổi qua luôn. Mình chỉ lấy cái phần xương thôi để cho nó bay vào. Mái này. Được rồi, xong sẽ đến màu tím đúng không? Màu tím thì mình sẽ thổi từ trước này ra sau. Để cho cái phần màu tím này nó sẽ nằm bên dưới và màu xanh nó nằm bên trên. Bên này cũng thế này, phần mái này cũng thế này. Được chưa? Thì bây giờ khi mà anh em nhìn này, thì trước mặt này nó là màu tím đúng không? Bên này sẽ là màu tím này. Cái góc này này, nếu mà mình nhìn đối diện này, góc này nó sẽ là màu xanh này. Nhìn đằng sau này nó sẽ là màu tím này. Nhưng mà khi mà mình nhìn từ sau lên đúng không? Sau lên thì nó lại là cái góc này nó sẽ là màu xanh này.
Ở đây ví dụ bây giờ nhìn từ góc này được sau lên đúng không? Nó lại là màu xanh này. Bây giờ quay mình nhìn vào gương này. Bên này là màu tím này. Quay vào gương này. Khi mà mình nhìn vào gương này, bên này nó sẽ là màu tím này. Và góc này nó sẽ là màu xanh. Đây là 3D, chỉ có màu 3D. Thì bây giờ anh em sẽ xoáy. Ok rồi.